Đại ca lên thăm đại gia. Đi mặc cái quần vào. Vâng. Vậy mặc vậy mới thể hiện chủ nhà. Cái cây lúa là gù đẹp nhỉ. Đấy, đẹp chưa? Nu nu. Nu hả gù? Nu. Đây lúa lúa lù đấy chị. Gù gù. Gù hương. Chứ không phải là nu nó trả ra vào cái tên thể loại gì. Nu gù hương. Đây là giám đốc công ty Chicho Chicho Hồng Ngọc. Đấy. Đây là chuyên gia là làm lũa. Vâng, xin chào mấy anh em nhá. Xin chào đồng chí đang công tác nhá, đang làm việc nhá. Đang mải mê làm việc rồi. Tăng nghiệp. Không phải mặc quần vác. Mặc áo thôi. Mặc áo thôi, không phải mặc quần. Thì chốt nhận là đại gia rồi thì phải mặc quần. À, đại gia là đây, cái da là nhiều da gì. Đấy. Xin chào thằng cháu nhá. Đang nghỉ giải lao à? Vừa chạy mưa đúng không? Vất vả về chạy mưa. Nhân. Cái này đây là ông Quốc vỡ là ông vỡ đít ra ông chảy vàng đấy, bình chảy vàng không? À thế à? Vỡ đít nhưng mà chảy vàng ra. Hay nhỉ? Này là toàn hàng đặt rồi. Hàng đặt. Đúng rồi. Cái bộ cạp đấy nhỉ? Anh hùng cho tất cả đặt 90%. Cái này hồi chú chưa lấy thôi, chứ còn cái tác phẩm này thế nào? Toàn theo tác phẩm là toàn theo ý của chủ nhân đấy rồi. Vâng, cái này là không có ai đặt. Cái này là mình mới làm xong. À, cái này là của mình đấy. Vâng, cái này là của mình. Đây, còn quả nào thì là đẹp ngon. Cái đấy là của mình đúng không? Đấy. Đấy là bằng hương đỏ anh ạ. Chú có thay đổi cái gì thì chú thay. Đấy, rất nhiều tác phẩm. Rất tiền lắm là... Cái này nếu mà cả cái đôn nữa cao, rút lên đôn to như cái bàn kia là... Mấy trăm tỷ đâu anh? Không có rồi, nhưng không mấy chục triệu. Nguyên cục này Nguyên cục này đâu, hương đỏ mà đâu phải bố thường anh. Hương đỏ 280 cân từ hội chợ là nó lên phong giá 45 triệu rồi, xong nó bẻ tôi mua cái 28 triệu thôi. Bây giờ là cả cái đôn lên rồi mình bán khoảng 30 triệu rồi anh. Cả toàn ống này đấy, ông Tuyên xem có lấy không, 29 triệu đấy. Tuyệt vời chưa? Thần tài, ông này ông thần tài làm gì? Đi lạc à? Đi lạc cầm gậy, gậy như ý à? Cái này gọi là di lạc không thôi. Ngồi dưới gốc cây đào. Di lạc gì hả bác thắng? Cái này bằng gù à? Cái này bằng gù à? Cái này chắc cái này sơn bóng này không phải gù. Không phải hương gù hương. Gù hương, cái này gù hương để mộc. Cái này tháo đá, bán rồi nhưng mà các anh đặt cái này là tháo đá. Hương đỏ tháo đá. Còn cái này là gù hương nó thơm. Nó thơm đấy. Không thơm lắm. Cái mùi nó không, đánh giá rồi nó ít thơm đi. Bởi vì nó nhẫn rồi thì nó giảm bớt. Nhưng cái này nó gọi là hương gì? Gù hương. Cái mà hương đỏ hay hương trắng hay không, cái này là gù hương, không phải hương dòng hương đỏ hương trắng khác. Trông giống các miếng sắn dây để ăn được nhỉ. Hương đỏ khác, hương thường khác, gù hương khác. Đấy, rất nhiều thể loại. Gù hương nó có mùi thơm, không phải. Gù hương là nó thơm khác. Nếu ở đây nha, cây gù chuẩn nhất là cây này. Đâu cơ? Gù này là gù một nó già, hai có tinh dầu nhiều, ba nữa. Đấy rồi. Là quý hiếm. Đấy, tác phẩm này. Cái này chắc là cực thơm đây. Tác phẩm quý hiếm. Úi giời, cái này thơm nước mũi luôn. Đấy là quý hiếm. Bác Thắng ơi, ngửi ngửi cái mùi đấy là thơm nước mũi luôn. Gù của nó là gù cổ, nó già, các không biết bao nhiêu năm tháng nằm dưới lòng đất. Thơm nước mũi luôn. Mình moi lên. Có thể hàng nghìn năm trong lòng đất không có nơi nào làm cái này nhiều tiền lắm nên nó đúng cái này cả đôn cũng phải 25 triệu
cả cái đôn nữa thì các bác lấy rồi anh làm triệu. Chứ còn như thế này là to thêm một chút. Đang đòi 30. 25 triệu em cho anh cái đôn to đấy. Cái đôn cao gần cái đôn này này, anh gần đi này. Gần cái bàn này. Anh nhìn giá trị lắm, trông đẹp. Cái này đang thấp. Anh để cao cái đôn tới anh nữa là cao hút này là anh nhìn đẹp. Rồi. Cái này dòng chảy tự nhiên mà đẹp. Đúng rồi, cái này để lên đôn cao nữa thì tuyệt vời luôn. Cái này luôn. Em làm xong nhá, độ khoảng 2 công nữa anh lên xem đẹp lắm. Còn cái này là bát tiên mà. À, cái này là bát tiên. Bát tiên này là đấy. Phần dán này. Phẩm này là đục lâu công. Bát phẩm đang bát tiên đây. Bát tiên đấy. Đây là 8 tiên đấy. 8 tiên. Trong 8 tiên thì có một người con gái thôi. Vâng. Ừ. Còn một tiên nữ. Có một người BD. Nó có tên là bát tiên. Bát tiên. Chứ nó không. Tác phẩm mà đang hoàn thành. Bát tiên. Đang trong quá trình hoàn thành. Cái này xếp vào cái tiền lấy cái này thì cũng có quá trình. Bởi vì anh làm đây không có nói đấy. 100 cục cù nhưng nó có cục cù đẹp. Nó đang đẻ đấy, dòng chảy. Đấy. Đây là đang đây cũng thần tài chưa này, thần tài đang lộ hình, đang lộ nguyên hình như này. Tức là cụ ở đây là cụ có phép thuật. Bác có phép thuật, bác cho lộ dần dần lộ nguyên hình. Đang cho hồn vào gỗ. Cùng với đẹp. À con cóc kia là gỗ gì? Nối chống lại anh ạ. Đây nó đang đục cóc này này. Thiền thử, con này gọi là thiền thử à? Đúng không? Ra ngắm lại cái cây Tây Nguyên hôm nọ này. Nhâm đứng ở đây, đứng cạnh cây Tây Nguyên để vào phim tí nào. Đang quay phim đấy. Hôm nọ có một số hình ảnh chụp cái cây. Cây này giữa rừng già Tây Nguyên mang về đấy, rất là công phu đấy. Của một đồng công một nén đấy. Đấy. Bắt đầu dừng phim nhá, để chụp mấy kiểu ảnh nhá. Đấy, đây là nghệ sĩ cái gì Trung nhỉ? Đức Trung. Chào bác gái nhá. Vâng, hôm nay được gặp bác đây. Vâng. Bọn em hôm trước lên một lần rồi. Vâng, không lên ở đây thôi. Vâng. Đây nghệ sĩ cái gì báo bác báo nhỉ? Tôi á. Vâng. Tôi là Nguyễn Văn Báo. Nguyễn Văn Báo. Còn con trai là Nguyễn gì Trung nhỉ? Sở chính ở trên đấy. Nguyễn Văn Trung à? Đây cũng chuyên về các cụ đạt ma. Ông ấy chuyên sưu tầm đạt ma đấy. Nghệ Phạm Thắng Nam Định. Dám vào dây. Cái này là như thế nào anh giải thích? Cái này là gia đình người ta bố mẹ rồi gia đình để một đứa con tuổi cũng như dần xong là đẻ cái tư tiết là con ngựa gia đình họ ý là để họ chơi lại. Hay nhỉ, quá tuyệt tác. Phúc gia quá tuyệt vời. Này có người xem đá đấy. Có người xem đá đấy. Bằng đá có nhâm à? Đá này có nhâm, hợp với nhâm đéo đâu mà chứ. Thế à? Đúng rồi, đá này có nhâm. Cũng nên làm cái chân đế gỗ vào. Ừ. Rồi. Đá này có ngày rơi gãy chân lên nhâm đâu ạ?
đừng có dọa nhau cái này, nói phải nói câu hay hơn chứ ai nói câu bình thường quá. Con này gì? Bỏ tay ra đi. Đấy. Nó theo mình lẻo đẻo như trẻ con hay là đi chợ nó còn theo thế. Đây cái màu này. Đừng cúi gần nó mổ cho cái vào mắt rồi. Đây nhìn cái màu này. Sướng nhỉ? Đẹp không? Sướng chê nhỉ? Dạ, nó mà thả cái kia mà. Các chú đi ra là nó đuổi theo nó. Không được bỏ điện thoại. Hay lắm. Vậy à? Cái này này, này hư vậy à? À. Gà này máu rồi kìa. À. Máu lắm. Cốc cuống đi, cốc. Cuống lên vào. Cuống lên vào. Cặp bọc này, cuống này, con này. Nào đi hỏi vợ cho nó chứ. Đấy nó thôi chút thôi, anh cứ làm đi nhá. Đến ngày ấy, nếu mà anh chỉ làm ấy mà đặt hai cốc như thế này ấy, lấy anh giá tiền đấy anh phải đặt cọc, đặt một chút ít thì em út mới làm thế với anh được. Chứ có một phái đoàn vào tham quan mà cứ làm đi thì chết luôn em, không mà chết. Ở đây liên tục, cứ bác đi được khoảng 1-2 ngày là có một phái đoàn. Nhiều ông bảo làm đi lắm. Nhưng mà cũng có ông bảo làm đi xong là nó bận cái công việc không lên, người ta không phải không lấy. Cho nên khi đặt tiền cọc là họ phải lấy. Đấy, nó cái dạng như vậy. Đặt tiền cọc thì em đục cho anh tử tế đàng hoàng. Đấy, chỉ trừ khi là em lỗi cho anh không lấy, thì đấy là em phải đặt tiền cọc. Có vậy. Anh lên anh xem không hợp lý bảo này anh dùng vậy tôi không lấy là phải là học ra. Nhưng anh thấy ở đây thấy bất cứ cái gì cái tình cảm. Còn bảo làm đi là em không làm đâu. Làm đi bây giờ. Đúng rồi, vậy cho nó gọi là nó chắc chắn đôi bên. À, hôm trước nó bị nhiều lần lắm rồi. Mới bị chung là không có cứ. Mà cái đấy là cũng nên nói thẳng như vậy là tốt. Còn ví dụ bây giờ anh đặt xong mà em có lỗi là em đục không đúng ý định của anh. Không đẹp, anh bảo tao không lấy. Cái hàng nghệ thuật này có hứng nên thì thích vậy, nhưng mà sao nó hết hứng thì nó lại khó nói chuyện ra. Là cái hôm nay lên mới gặp hôm trước có mấy anh em thôi. Cái này là phải có nhà phải rộng. Có, với lại nói chung. Bác gái tên gì bác? Chơi tượng rồi. Tên xấu lắm bác. Bác là trai, bác báu rồi, bác gì? Tên là Ngữ. Ngữ à, bác báu với Ngữ. À, trai là Trung mới gì nữa nhỉ? Trung Thủy Cường Cúc. À, Trung Thủy Cường Cúc 4 ạ. Và hai trai hai gái. Hai trai hai gái. Nhà em là cũng hai trai hai gái. Đấy là ông bà sinh thôi, chứ còn em là có hai một trai một gái thôi. À vậy rồi. Ông bà nhà em là hai trai hai gái. Để nhà đấy nó còn thơm. Ở trong nhà anh chơi tượng nhiều, anh có tác phẩm gọi là dược thảo. Thảo dược rất thơm. Nhà, hôm nay nếu mà mùi thơm nhà em thì kinh khủng thơm. Chính là người em chơi ngọc am. Ngọc am nó cũng có cái thơm. Nhưng dưới mà dưới chính như ngọc am nó thơm, nó không bằng cái thằng bách xanh. À thằng bách nó dịu. Bách xanh thơm dịu. Bách xanh là làm cái lọ tăm bác bảo không, nhưng mà không phải đấy gì. Hôm trước là cái em mua cái lọ tăm nó cứ bảo bách xanh nhưng mà bác bảo không phải. Cái đấy là mày, cái đấy là bách xanh, tao bảo đúng là bách xanh rồi, nhưng mà mày bảo là gỗ cái gì khác, mày bảo là không. Ngọc am. Không, không, em không bảo ngọc am, em bảo bách xanh mà, nó bảo bách xanh. Bách xanh, bách tức là khi mình mua là chúng nó bảo bách xanh luôn. À, cứ ngọc am, hải ra cái chuyện này. Trông như đang đứng hai đồng chí kiểm lâm đứng ở giữa rừng ấy nhỉ. À, hôm nay có thêm hai đồng chí non ton này. Vâng. Còn con nữa cơ, ba con à? Vâng. À đấy, ba chú này. Ba chú hôm nay mới thấy, hôm trước chưa có. Mới. Ba chú linh mới. Đây là ba... mẹ nó đẻ 4 con. À thế à? Mẹ đẻ 4 con thì à hôm trước là nó nằm ở trong chuồng ấy, không nó không ra. Hôm nay nó mới ra mới biết. Hôm trước mẹ nó giữ lắm, đi qua nó sủa kinh lắm. Ba chàng như mình ngư lâm đây. Cái tuổi này nó đang vờn nhau kinh lắm.
đưa học ăn nha. Vâng. Con trắng này ít nghịch hơn. Con trắng là dữ nhất ấy. Vâng, vậy mà ít nghịch hơn. Nó. Đấy, nó biện luôn chứ nó không đùa theo kiểu. Đấy, nó biện luôn. Con này thơm lắm. Vâng. Con đấy với con kia. Vậy nhưng mà nó lại ít nghịch, giống hai con kia thì nghịch nhau. Không, nó bây giờ là nó trong cái đường dạy, nó vâng. Nghịch lắm. Đồng chí cháu này hôm nay mới gặp này, tên gì nhỉ? Đức à? Trung Đức đúng không? Ờ, đúng tên Trung Đức nhỉ? Nghệ sĩ nhân dân đấy. Có Nam Định á cơ? Vâng. Nam Định có phố Bùi Chu à? Không có. Bùi nhà Chung thì có. Nhà phố nhà Chung là Hà Nội chứ? Nam Định nhà Chung. À thế à? Hôm nay em mới để ý biết Nam Định có nhà Chung. Cứ nghĩ nhà Chung là chỉ có Hà Nội thôi. Bùi Chu là dưới kia cái. Bùi Chu phát diệm thì không nói rồi đúng không? Bùi Chu không phải phát diệm. Không phải. Bùi Chu ở dưới Xuân Thủy. Xuân Thủy qua chỗ cầu là quần. Đúng rồi, khu phố Bùi Chu nó nằm đây ở quay. Nó nằm đây ở Sơn Ngọc. Đấy là khu phố. Chứ không phải Bùi Chu ở Phát Diệm à? Đúng rồi. Nhớ khoảng ngày xưa là theo cái tên đi ra đây gọi Bùi Chu Phát Diệm là hai cái nơi mà và cánh lớn. Và một đá. Mặt người này. Thần tài. Thần tài đấy nhá, cái nước hoa của nó anh. Em thì chưa biết thần tài nào, em bỏ giống mặt người. Đấy. Giống mặt người. Đấy, thấy chưa? Đúng thần tài. Anh đã nhìn đấy. Thấy cái cánh nào nó đẹp phi điệp như vậy đấy. Phi điệp mặt trong cái nhân là giống thần tài. Đấy, năm cân trắng đấy. Đấy, anh thích cho anh chụp ảnh để anh giới thiệu nó. Biết vậy là được rồi. Đấy, ông nhìn thấy. Anh em thích thì sau gửi Zalo ngay, có anh, ngay. Quê ở nhà đâu anh? Nhà tôi là anh là Nhâm, cứ bảo cứ Nhâm là biết. Chỗ Nhâm mà, mấy anh em cùng hội chơi nhau, anh em chơi nhau mà. Ngày bác cứ vô tư đi. Có được cái cánh hoa đẹp như này. Cũng cái như vừa rồi nhưng mà làm cái trắng tinh đúng không? Trắng tinh rồi. Chứ không phải là như nãy. Cái này thì rẻ tiền hơn nhưng mà nó đẹp, cực đẹp luôn. Thế là tinh khiết luôn. Nó mua mất rồi. Rồi. Mua mất rồi. Về sau bọn anh bảo thôi cái này không bán nữa. Ừ. Bán là con mất luôn. Ừ. Cái mua trên đấu thì cái mua dưới nó to quá, nó sạch quá, đâm cấp điệu quá, đâm nó vượt cấp. Đấy, nó khuôn mặt.
chê 3 điểm một cái thằng đấy nó bảo thôi em nhờ anh làm luôn. Ừ. Sửa lại cho em. Đấy. Xong sửa nó. Chưa sửa, đây mới để đây thôi đúng không? Nó cẩu về đây, rồi nó sửa nào mình sửa quyền mình. Trầm mưa dậy nắng này, gỗ này mà cứ trầm mưa thoải mái mà tấu ấy, cái này là gỗ tấu mật, tấu thì không... Tấu mật à? Nhưng mà sao đấy, mất được nhỉ? Tấu mật thì tấu nào mà chả đất? Tấu là nó đứt. Tấu thì mày tấu nào mà chả đất? Mối nó mà bám đầy. Đinh lim xén tấu đúng không? Đinh nất thì phải nất rồi. Nó chui được cái nất đấy nhưng mà nó cứ nắng thì nó... Trong nhà tôi là mối... chỉ nằm bên kia không làm gì được nó rồi, nó cứ nếu gỗ khác là nó ăn hết, nó trèo lên trèo xuống thì không ăn được. Tóm lại là vậy, nó cứ khô chán cho nó lại trèo xong nó lại đi. Tưởng tới cùng này bán cũng ăn cà phê đúng rồi, đúng rồi. Làm cái đông hôm nay là cô này đứng hôm nay có bán không đó bán gì kìa đến cho anh lấy kìa để cho anh 40 triệu. 40 triệu à? Vâng, cả cái đôn cao nữa, hôm nay cần gì thì đôn nữa. Cái này Đinh để ngoài cửa à? Để ngoài cửa chứ sao để dưới nhà được. Cái này đảm bảo với anh nhá, tôi sửa một tuần anh lên đi nhìn đẹp long lanh. Tôi không xâm phạm được cái gì nữa, mắt trời, mình lên này họp. Trông cái sóng quần áo ở dưới giống như kiểu cái mũ của Khổng Minh ấy nhỉ. Tôi chỉ làm lại cái tay cho anh thôi, cái tay là hợp lý rất đẹp luôn. Đưa ông lên đôn. Cái tay bên đây được rồi này. Vâng, cái tay bên đây hợp lý rồi. Gậy bị không sửa đến. Sau khi làm xong rồi anh nhìn không còn vết nứt gì nữa. Biến hóa luôn như một cục đồng luôn ấy. Vết nứt thì không còn nữa. À. Cái đấy thì không. Không sửa nó phải mỹ thuật, nó phải đẹp chứ. Cái này biến hết này, nứt hết tất cả mịn màng như là một cục rồi, màu chắc. Toàn giá công nghệ keo ấy đấy. Đúng rồi, keo. Không, keo anh phải cho keo khéo, anh không cho nó vì sau nó 1 2 năm lại nứt. Ờ có mỗi cái ông này ông tôn vinh cái giày ông treo. Bài thơ gì đầu tiên là mắt sâu à? Đúng rồi. À hôm nay bác nói cái giày là sao nhỉ? Cái hướng gì nhỉ? Cái giày ý ông nói cuộc đời người ta khi sinh ra biết cái hướng đi. Thì ông ấy bị đuổi ra khỏi chùa, cái thằng bỏ mẹ đấy nó ném cho mỗi cái giày thôi. À. Nó mới treo giày lên vậy, nó có ý vậy gì? Cái giày thơ là nó vướng vào mắt sâu mút cái trên đà. Cái nó bay ra là ông nhặt. À. Trời nhỏ bướm vàng chợt bay. Người ngồi giữa chốn đổi thay. Nghe sông núi chuyển phút giây vô thường đấy. Là câu thơ đấy, mới là câu thơ đâu khởi, bác đọc câu thơ từ đầu ạ. Câu thơ đấy là như này này, bác đọc lại từ đầu nè. Mắt sông hút bóng thiên đàng, vâng, một khung trời nhỏ bướm vàng chợt bay, người ngồi giữa chốn đổi thay, nghe sông núi chuyển phút giây vô thường. Úi giời tuyệt vời quá, cả nhà cho xin chàng vỗ tay nào. Người ta gieo cái vần thơ nào cho xin chàng vỗ tay đi kìa, nhanh là thơ của cao hơn 2 mét. Đấy, làm giá đi gì đấy. Để lại 10 triệu đồng cọc tuần nó lên lấy đất long lanh. 2 mét. Nhanh như không. Mang về quán cà phê luôn. 2 mét 25 thôi. Nhanh như không. 2 mét 25, cái đôn 25 phân nữa là 2 mét 50. Cái đôn cũng bằng cháu mặt. Thế bác cứ làm nhưng để lại cho em nửa. Làm lấy cái đồn. Còn cái tác phẩm anh Hùng Trương Ngộ nhá, anh biết anh chồng Hùng Trương Ngộ nó có bài thơ này. Cái này nó nặng khoảng bao nhiêu rồi? Anh cho tôi xin một kiểu. Vâng. Này á. Lâu rồi. Cái này nó nặng khoảng bao nhiêu? Nó nặng nó phải cầu đấy, bác, khoảng 7 tạ nhá. Bác Thắng ơi, bác kéo hộ em cái bạt ra đi. Khoảng 7 8 tạ. Kéo cái bạt ra đi cho nó kéo về đằng sau đi. Kéo thì... Đấy đúng rồi đấy, ông chính xác. Bác đứng hẳn ra đằng sau bác kéo phát là xong. Ông uống rượu say đi. Không, phải cho nó cái chụp cái ảnh nó sướng mắt. Ông đấy có gan. Đấy phải không? Vất mẹ cái chai lọ nốt ra. Cùng công chụp ảnh nó phải ra giá trị. Trong phong thủy đấy ông Đạt Ma là nó đại diện cho những người có chi lâu. Rồi ok. Cái tư tưởng ông mẹ vượt biển thần thông bằng tư duy ông mới vượt được Đạt Ma quá hải. Hai tay hai súng thế này không lên thì thôi. Đấy. Khách coi. Ngó bên này đứng gần này, ngó đứng ở đấy, ngó sau đi rồi. Vậy đấy. Thành hai ông Đạt Ma. Ừ đấy, vấn đề chỗ đấy chứ. Hai ông Đạt Ma. Đạt Ma búi tó. À đứng theo giống tư thế của ông xem nào. Thì nó mới thành hai ông Đạt Ma đấy chứ. Đứng giống tư thế của ông thì thành hai ông Đạt Ma được chứ. Khác nhau mỗi cái bộ râu. Nhưng mà tóc thì tóc dài hơn đúng không? Ừ.
Táo ngoài hơn thì táo phải. Táo ngoài búi to. Ông kia thì hơn cái bộ râu thôi. Dài hơn được. Tóc đàn na dài. Nào. Từ từ bác Thắng ấy đứng đứng về phía. Đứng lại không vẫn đứng vào đây đi. Góc độ đấy nó cứ vương vướng cái nọ cái kia. Ngày xưa làm gì có cái gì mà cắt tóc. Núp bóng cây tùng à. Núp bóng đạt ma. Đấy đạt ma cười cái này. À, đạt ma này cười, đạt ma kia không thích cười theo. Ông đấy mà ông cứ là... Đáng nhẽ phải cười hai, cả hai cùng cười chứ nhỉ. Không. Đấy. Rồi ok rồi. Bao nhiêu ảnh? Mời bác đây. Yêu. Bao nhiêu ảnh? À chụp với em phát chứ nhỉ.